Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay thì máy Dosan của mình tiếp tục lại làm một công việc là đi ủi mặt phẳng các bạn ạ. Đấy, bình thông thường ấy thì như người ta thường nói ấy, là đi làm mặt phẳng đi ủi ấy, thì người ta sẽ dùng máy ủi người ta ủi, hoặc là dùng máy san người ta san cái mặt phẳng cho nó đẹp, đúng không? Chứ ít khi bảo là dùng máy xúc để ủi mặt phẳng, đúng không? Nhưng mà điều này là có thật đấy các bạn ạ. Thì trong màn ảnh của các bạn đây là một cái công trình mà mình hay làm. Cái công trình này là cái công trình làm một cái công viên nhỏ nhỏ đấy, làm một cái công viên làm điều hòa đấy. Thì sau khi đã xây được những cái bó bồn xung quanh và đã làm được đường đang hoàn thiện rồi, thì công trình đang đổ toàn bộ cái lượng đất màu vào trong cái khu bồn hoa rộng này đấy. Đổ rất là nhiều đất màu vào đây để sau này họ trồng nhiều cây lên đây. Thì hiện tại ở đây thì đất màu đã được san ra. Sau khi san xong rồi thì kỹ thuật lại yêu cầu là phải dùng cái lưỡi ben, hay gọi là lưỡi ủi của con máy này, để ủi một lớp cho nó phẳng ra các bạn ạ. Đấy, đây. Cái ben này thì của máy xúc ấy, ngoài có tác dụng là chống lên để cho nó thăng bằng máy khi làm việc, hoặc là khi mà này mình đậu dốc ấy, mình chống lên cho nó cao, thì nó còn có một tác dụng là ủi các bạn ạ. Đấy, ủi rất là phẳng. Thay vì dùng gầu ấy thì mình có thể dùng cái lưỡi này, mình có thể ủi cái đất này đi các bạn ạ. Bình thường ấy làm máy xúc điều khiển nó đã khó rồi, nhưng mà để ủi được một cái mặt phẳng bằng cái lưỡi ủi này thì lại còn khó hơn. Tại sao nó lại khó hơn? Vì các bạn để ý nha, máy xúc ấy thì nó chỉ có một cái ben ủi, tức là ben ủi nó chỉ có một cây xi lanh, tức là nó nằm ở một cái vị trí chết, vị trí cố định, tức là nó không bẻ ngang bên trái được. Hoặc mình hiểu đơn giản là không nghiêng ben được, để không nghiêng sang trái cũng không nghiêng sang phải được. Thì khi mà mình ủi ấy thì bánh xích của mình ấy bên nào cao thì là cái ben đấy nó sẽ lên cao, còn bên nào thấp ấy thì lúc mình ủi thì nó sẽ cày lên thấp. Chính vì vậy nó không thể bằng phẳng được. Đấy, nên chính vì vậy tại sao mà cái ben ủi của máy xúc này mà mình khi mà mình ủi được một cái mặt phẳng ấy bằng đẹp ấy, thì những người lái máy thì cực kỳ phải có kinh nghiệm và phải có con mắt nhìn các bạn ạ. Vì cái giống máy xúc này, cái ben nó rất là thấp, khi các bạn chỉ cần nhích nhẹ phát là nó đã ủi rất là sâu, và khi mà mình nâng lên thì lại nâng lên quá. Chính vì vậy để ủi được một cái mặt phẳng bằng cái ben này thì cực kỳ khó, và phải có con mắt tinh tường thì mắt chuẩn thì mình mới có thể là ủi được. Đấy, dĩ nhiên là làm công việc gì thì quen việc đấy. Rất nhiều người là chuyên đi ủi như thế này thì sẽ quen thôi. Đấy, thì công trình ở đây thì đang vào cái giai đoạn hoàn thiện, đất màu đang được san ra. Đây, họ san đất màu tạm thời là đang san thành cái mặt phẳng trước, sau đó sau này thì đang đắp đồi đắp núi, chỗ cao chỗ thấp như thế nào thì đắp sau. Đến trước mắt đây họ yêu cầu là san phẳng cái lớp đất màu này ra đá, rồi khi san phẳng toàn bộ xong thì mới cho chỗ nào cao chỗ nào thấp, rồi mới bắt đầu chuyển cây về trồng. Đây, toàn bộ công trình như này. Đây, san lấp đất màu ở bên phần bên này thì đã được 1/3 của cái ô này. Đây, trong màn này nhỏ các bạn nhìn nó bé bé như vậy thôi, nhưng ngoài đời nhìn rất là to đấy. Đi ủi đất bằng cái đường ben này nó có rất là nhiều cái hay. Thứ nhất là mình di chuyển đi lại nhiều như vậy này thì nó xích nó sẽ đè xuống cái nền đất thì nó sẽ cứng. Đấy, nó cứng được. Mình di chuyển nhiều vậy nó lại cứng lại được. Đây, mình di chuyển nhiều như vậy nó sẽ cứng được cái nền ở dưới. Chính vì vậy là làm đường là người ta sẽ hay dùng cái đường ben như vậy, người ta ủng để xích nó có thể đi lại lại được, nó dặn xuống. Nó dặn xuống thì nó cứng đường các bạn ạ. Đấy. Đấy, ủi sơ sơ vậy đã rất là phẳng rồi. Công trình thì đang vào tiến độ là hoàn thiện để hoàn trả mặt bằng trước cái dịp Tết Tân Sửu này các bạn ạ. Phải hoàn trả trước cái dịp Tết nên tất cả các công tác thi công đang đều được tiến hành gấp rút. Đấy. Khu này trước là san xong rồi, bây giờ thì nó so với cao độ thiết kế nó hơi cao chút xíu thì mình phải dùng ben mình ủi, vừa lấy được một cái mặt phẳng mà vừa lấy được một cái nền đất cho nó cứng. Đấy. Đấy.
máy xúc đi dạo là có thật đấy các bạn. Nhiều người đi ngoài đường cứ tưởng là máy xúc đang đi như thế này thì tưởng là đánh đi vòng vòng đi dạo, nhưng mà không, nó đang dùng lưỡi để đẩy toàn bộ cái lượng đất này ra. Ủi toàn bộ cái đất này ra cho nó phẳng đấy. Ở đây thì mình ủi khi nào mà hết đất thì thôi, thì sau đó thì ngày hôm sau thì đất màu về tập kết đổ tiếp thì sẽ tiến hành là ủi nốt đấy. Nhưng mà hôm nay thì công việc nó chỉ có một ít thì mình chỉ có ủi đến cái mép ở bên hông bên cạnh là bạn là xong, để chờ đất màu về, vì đất màu họ thường thường thì phải phụ thuộc vào cái chỗ lấy, phụ thuộc vào cái nơi chở. Hiện tại thì đất màu đang ít nên là mới chỉ đổ được đến đây thôi. Cái phía đằng xa xa ngoài đường kia các bạn kia là công nhân họ đang bắt đầu lát vỉa hè, lát những cái vỉa hè để trồng cỏ giúp cho cái công viên này nó hoàn thiện hơn. Thường mình ủi vậy thì mình phải đi số chậm nhé. Số chậm thì máy nó mới khỏe được, mới đẩy được. Còn nếu như mình đi số thỏ thì hầu như không đẩy được. Số thỏ chỉ để di chuyển thôi, còn đẩy thì nó sẽ kém. Vì đẩy nếu mà chỉ hớt hớt sơ sơ trên mặt ấy thì mình có thể là đẩy được. Còn mà mình dùng bằng ủi cắm sâu xuống phát là số thỏ là không chạy được đâu. Đấy. Đây, máy đẩy ngang đẩy dọc thay cả máy ủi. Làm máy xúc bây giờ thì các bạn phải biết tất cả công việc: san, lấp, đào, bới, xới, đủ các thể loại. Đấy. Đấy. Sau khi ủi đường ngang xong, bác tài bác ấy chơi ủi cái đường dọc mà đi này. Đấy. Dạo quanh. Máy xúc mà đi lên cái đất như thế này ấy, nó rất là êm. Còn nếu mà ủi đá các bạn nhé, ủi bây ấy thì đi nó chém xích và nó kẹt vào xích, rất là kêu, rất là hại máy. Đấy. Duy là dùng vào cái ủi đất này thì nó sẽ không vấn đề gì vì đi lên đất rất là êm. Nhiều ở đây là đẩy cắm sâu đấy. Đấy, như máy ủi thì có thể cắm sâu xuống đẩy thoải mái, nhưng máy xúc thì chỉ đẩy được ít thôi, nếu cắm sâu quá thì hầu như là không chạy được. Đấy, mới chỉ có vài ba phút đồng hồ thì cái mặt phẳng này đã được san rất là đẹp và tương đối rồi các bạn ạ. Đây là chỉ là một đường ủi qua thôi nhá. Nếu mà yêu cầu kỹ thuật chuẩn ấy, và nếu mà yêu cầu kỹ thuật gọi là ủi phẳng ấy, thì sẽ phải ủi thêm lại 1 đến 2 lần nữa thì nó sẽ đẹp. Đấy, còn một đường ben kia nữa là xong.
xúc đô san, dùng ben để ủi đất với một cái mặt phẳng rất là đẹp. Đấy, căn, mình phải căn các bạn. Cái này mình phải có con mắt nhìn thật chuẩn, mình căn thì mới làm đẹp được. Một công việc đòi hỏi là cái sự tinh tường và phải thật chú ý thì mới làm được. Như vậy thì bác tài của chúng ta đã hoàn thành cái công việc là ủi đất, trả lại cái mặt bằng, san phẳng cái đất màu trong công xưởng các bạn này. Đó, xong xuôi rồi. Bây giờ thì máy sẽ đậu nghỉ để tiếp tục làm việc vào hôm khác. Đây, video của mình ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo.